Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống tên lửa và pháo phòng không Panzer S hiện đang trực chiến 24 trên 7 tại các khu vực biên giới của vùng Kursk. Bộ này đồng thời cũng công bố đoạn phim ghi lại cảnh một trong những kíp chiến đấu Panzer S đang hành động ở Kursk. Panzer S là một tổ hợp tên lửa và pháo phòng không hiện đại của quân đội Nga, được phòng thiết kế KBP thiết kế và đưa vào sử dụng từ năm 2012. Được mệnh danh là mãnh thú, Panzer S có khả năng phát hiện và tiêu diệt mọi mục tiêu trên không của đối phương như máy bay trực thăng, bom dẫn đường hay tên lửa đạn đạo bay ở độ cao từ 5m đến 15km trong phạm vi từ 20 đến 40km chỉ trong 5 giây. Panzer S cũng có thể được trang bị các pháo phòng không tự động và tên lửa đất đối không để tấn công mục tiêu bay của đối phương. Các vũ khí này được điều khiển và dẫn đường bởi các radar cực nhạy, thiết bị quang học theo dõi mục tiêu và hệ thống máy tính bên trong đài chỉ huy. Khi được triển khai ngoài mặt trận, Panzer S đóng vai trò chủ yếu trong bảo vệ các lực lượng Nga trước sức tấn công của tên lửa, hỏa tiễn và máy bay không người. Ngay cả quân đội Ukraine cũng từng thừa nhận Panzer S là một hệ thống súng và tên lửa phòng không đa công dụng các kíp chiến đấu của Panzer S liên tục thay đổi vị trí. Việc chuyển từ chế độ chờ sang chế độ sẵn sàng chiến đấu hoàn toàn khi đến một địa điểm mới, các đơn vị của Nga chỉ mất khoảng 10 giây. Trong khi đó, Topco đưa tin quân đội Nga đã đạt được một số thành công nhất định, giành lại quyền kiểm soát đối với 8 km vuông lãnh thổ vùng Kursk. Quân đội Nga đã phá vỡ được sự kháng cự của lực lượng vũ trang Ukraine trên các tuyến đường tiếp cận làng chekaskoye porechnoye và hoàn toàn giành quyền kiểm soát điều đáng chú ý là các chuyên gia hiện đang ghi nhận sự thay đổi về bản chất của các hoạt động quân sự ở vùng cus khu vực này hiện đang chịu ảnh hưởng của thời tiết xấu khiến cả hai bên hầu như không thể sử dụng máy bay không người lái fpv một trong những phương tiện chính để tiêu diệt bộ binh và xe bọc thép nên bên tiến công đã giành được một số lợi thế nhất định Hiện tại cả máy bay tấn công và các nhóm thiết giáp hỗ trợ đều không phải lo lắng về việc bị tấn công từ trên không. Do đó, nhiệm vụ chiếm giữ các vị trí của đối phương đang trở nên dễ dàng hơn một chút. Điều kiện thời tiết và địa hình lầy lội đồng thời cũng làm phức tạp nghiêm trọng việc chuyển giao nhân sự và thiết bị của Kena từ vùng Sumi lân cận đến Kursk. Sau khi giành quyền kiểm soát Upleda, quân đội Nga tiếp tục tấn công vào các khu vực khác trên mặt trận. Các thị trấn Kudakove và Pogrovs được cho là những mục tiêu chính, nhưng Nga cũng không từ bỏ các hướng thư yếu. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết mặt trận Kudakove và Pogrovs ở miền đông vẫn là những điểm nóng nhất. Hàng chục cuộc giao tranh được ghi nhận ở đó mỗi ngày cho thấy lực lượng Ukraine tại Kudakove và Pogrovs đang bị đe dọa đáng kể. Ông Musenko nói đây là hai điểm chính mà quân đội Nga đang tập trung hoạt động tấn công. Mục tiêu của Nga rất rõ ràng, họ đang tiến hành các hoạt động đánh từ hai bên sườn để bao vây lực lượng Ukraine. Nga có thể sẽ tấn công Kurakove từ phía nam, từ Upleda và phía đông từ Mariinka. Phía bắc bị chặn bởi các chướng ngại vật tự nhiên, khó có khả năng Nga sẽ tiến thẳng vào Kurakove. Thay vào đó, họ sẽ tạo vòng vây và gây áp lực từ hai hướng đối với lực lượng Ukraine. Tại Pokrovsk, Nga đã thực hiện chiến dịch bao vây trong nhiều tuần qua. Quân đội nước này đang cố gắng tiến về phía bắc qua Minohodat và tiến về phía nam hướng tới Selidove. Chuyên gia Musienko nói thêm, tại sao họ lại làm như vậy? Bởi vì theo yêu cầu của các chỉ huy cấp cao, ngay cả khi Nga không thể tiến thẳng vào thành phố này, họ vẫn muốn bao vây và gây áp lực từ hai bên sườn. Đây là điều từng xảy ra tại Abdipka. Nga đã bao vây Abdiivka một phần trước khi họ tập hợp đủ lực lượng để tiến vào thị trấn. Còn nhà phân tích Kovalenko cho rằng quân đội Nga muốn giành chiến thắng nhanh chóng, nhưng ở sườn phía nam họ vẫn chưa sẵn sàng cho một cuộc tấn công vào Pokrovsk. Ngoài ra, thành phố Selidove đã trở thành một cái gai trong mắt Nga và cuộc chiến giành thành phố này được dự đoán là sẽ vô cùng khốc liệt như cuộc chiến giành Upleda. Tuần trước, người phát ngôn lực lượng phòng vệ miền nam của Ukraine, ông Vladislav Volosin đã đề cập khả năng Nga tiến hành các cuộc tấn công tập trung ở khu vực Zaporizhia. Theo thông tin tình báo mà họ nhận được, Nga đang tái triển khai quân và chuẩn bị tiến gần Odikip và Dobotin. Nếu tạo được bước đột phá, Nga sẽ giành quyền kiểm soát hỏa lực trên các tuyến đường hậu cần từ Zaporizhia đến các khu vực ở Donetsk. Theo chuyên gia Alexander Mosienko, các mối đe dọa đối với Ukraine ở hướng Zaporizhia rất lớn trong bối cảnh Nga đang tập hợp lực lượng và chuẩn bị tiếp tục các hoạt động tấn công sau khi đã tái triển khai một số đơn vị đến khu vực Kursk. Ông Mosienko lưu ý, bây giờ quân tiếp viện đã đến, họ có khả năng sẽ tăng cường các hoạt động theo hướng Zaporizhia. Mục tiêu của Nga có thể không phải là chiếm các vùng lãnh thổ rộng lớn, mà là kéo căng phòng tuyến của Ukraine và chuyển hướng sự chú ý khỏi các khu vực quan trọng ở Donetsk. Tại hướng Kupyansk, Nga tiếp tục tấn công các vị trí của Ukraine gần trung tâm thành phố, trong khi xa hơn một chút về phía nam. Moscow đang cố gắng tiến đến bờ đông của sông Oskin nhằm mục đích chia cắt thành trì của Ukraine. Một số báo cáo cho biết Nga đã tập trung hơn 500.000 binh sĩ dọc theo tuyến đầu, lớn hơn gấp nhiều lần so với thời điểm xung đột bắt đầu nổ ra, do đó rất khó để dự đoán nơi nào sẽ diễn ra cuộc tấn công lớn tiếp theo một số nhà quan sát cho rằng nga đang lợi thế lớn và họ có thể duy trì lợi thế thêm nhiều tuần nữa cho đến khi mùa mưa tới tuy nhiên đây có lẽ là yếu tố cuối cùng cần cân nhắc khi nói đến các cuộc chiến đấu ở phía đông bởi điều kiện thời tiết không ngăn cản được quân đội nga ông Musenko lưu ý tất nhiên họ có thể giảm cường độ chiến đấu nhưng Trước mùa đông, Nga vẫn sẽ cố gắng tiến lên và đạt được một số mục tiêu nhất định. Những hoạt động này dự kiến kéo dài đến hết tháng 12 năm 2024 và tạm dừng cho đến khoảng tháng 1 năm 2025 đánh giá tình hình trên mặt trận ông Musenko cho rằng nga sẽ tiếp tục triển khai bộ binh trong nhiều cuộc tấn công lực lượng ukraine có thể đang chuẩn bị cho một kịch bản như vậy hiện tại quân đội ukraine đang tiến hành các cuộc tấn công ngăn chặn và phòng thủ tích cực tình hình rất khó khăn và ukraine có thể phải rút lui ở một số khu vực nhất định Vunik cho biết, vào ngày 9 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cụm quân phía Bắc của Nga đã giải phóng các khu định cư là Novaya Sorochina và Pokrovs ở tỉnh Kursk. Ngoài ra, nhóm quân phía Bắc đã đánh bại đội hình gồm 10 lữ đoàn Ukraine ở các khu vực Dariino, Lyubimovka, Noviput và Plekhovo. Họ cũng để lùi hai cuộc tấn công của kẻ thù theo hướng các khu định cư Lyubimovka, Plekhovo, khiến lực lượng vũ trang Ukraine có tới 20 người thiệt mạng và bị thương. Bộ Quốc phòng Nga thông tin trong ngày qua tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine ở tỉnh Kursk lên tới khoảng 100 quân nhân. Tổng cộng tính từ đầu cuộc giao tranh ở Kursk vào ngày 6 tháng 8 năm 2024 đến nay, phía Ukraine đã tổn thất hơn 21.350 quân nhân, 136 xe tăng, 66 xe chiến đấu bộ binh, 98 xe bọc thép chở quân, 891 xe chiến đấu bọc thép, 589 ô tô, 177 cầu pháo, 33 bệ phóng đa nòng của các hệ thống tên lửa bán thẳng, bao gồm 8 HIMARS và 6 MLRS do Mỹ sản xuất, 9 bệ phóng hệ thống tên lửa phòng không, 5 phương tiện vận tải, 45 trạm tác chiến điện tử, 9 radar phản pháo, 3 radar phòng không, 22 đơn vị kỹ thuật và các thiết bị khác, trong đó có 13 phương tiện gia phá kỹ thuật, một thiết bị gia phá tên lửa, cũng như 3 phương tiện sửa chữa và phục hồi bọc thép. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hoạt động tiêu diệt các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine vẫn tiếp tục. Kiev phát động cuộc tấn công vào tỉnh Kursk của Nga vào đầu tháng 8, chiếm giữ thị trấn Suza và một số ngôi làng gần đó. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố chiến dịch này là một phần của kế hoạch chiến thắng nhằm tăng cường sức mạnh của Kiev trong các cuộc đàm phán tiềm năng với Moscow. Cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk đã mất đà chỉ trong vài ngày và tình hình trở nên bế tắc trong nhiều tuần. Kể từ giữa tháng 9, quân đội Nga đã tiến hành các hoạt động phản công và giành lại quyền kiểm soát nhiều thị trấn và làng mạc Ngày 9 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga công bố video kiếp chiến đấu của tổ hợp tên lửa pháo phòng không Panzer S-1 SAM kiểm soát không phận trên các vị trí của quân đội Nga ở Kursk. Panzer S-1 SAM là tổ hợp tên lửa pháo phòng không có khả năng tiêu diệt hầu hết các mục tiêu trên không trong phạm vi ngắn và chung, đây được xem là vũ khí vạn năng và là một trong những hệ thống phòng không tầm gần, tối tân nhất của Nga. Tổ hợp phòng không này gồm các khẩu pháo phòng không tự động và các tên lửa đất đối không cùng với radar hoặc thiết bị quang học, theo dõi mục tiêu và đài chỉ huy vô tuyến. Tổ hợp tên lửa pháo phòng không Panzer S1 SAM được sử dụng để bảo vệ các khu vực mục tiêu trọng yếu, các điểm dân cư và quân sự, đội hình đơn vị chiến đấu đang cơ động lên tới cỡ trung đoàn hoặc là các tổ hợp phòng không khác như là S300 hoặc S400. Các mục tiêu trên không mà tổ hợp này có thể tiêu diệt là các loại máy bay trực thăng, máy bay không người lái, tên lửa hành trình và vũ khí dẫn đường chính xác không đối đất. Lực lượng Nga tấn công Ukraine 3.460 lần, trong đó có 70 cuộc tấn công từ hệ thống tên lửa phóng loạt và triển khai 1.190 UAV cảm tử tờ Ukrainska Pravda dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, tính đến 8 giờ ngày 9 tháng 10 theo giờ địa phương, tổng cộng đã có 172 cuộc giao tranh diễn ra trên chiến trường trong ngày trước đó. Nhìn chung, tình hình vẫn còn thách thức đối với Ukraine bởi lực lượng Nga nắm giữ lợi thế về nhân lực cũng như là trang thiết bị. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho hay, tình hình trên chiến trường vẫn còn khó khăn, tận dụng lợi thế về nhân lực và trang thiết bị, đối phương đang tấn công liên tục vào các vị trí của chúng tôi. Lực lượng phòng thủ Ukraine đang kiên cường chống lại sức ép của đối phương và gây ra tổn thất đáng kể cho họ. Được biết trong ngày qua, lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công sử dụng 3 tên lửa và 82 cuộc không kích, bao gồm 137 quả bom dẫn đường lực lượng của Moscow đã tấn công Ukraine 3.460 lần, trong đó có 70 cuộc tấn công từ hệ thống tên lửa phóng loạt và triển khai 1.190 máy bay không người lái UAV cảm tử. Về tình hình cụ thể trên các mặt trận, ở Kharkiv, lực lượng Nga đã thực hiện 4 cuộc tấn công gần các khu định cư là Vovchansk và Sarysia. Họ cũng tấn công Kharkiv bằng bom dẫn đường trên không, phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự trên mặt trận Kupiansk, 18 cuộc tấn công đã xảy ra trong ngày qua. Lực lượng phòng thủ của Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga gần các khu định cư Sinkipka, Petropavlipka, Novosinove, Vichneve, Sepova, Novoselipka, Lozova và Kruliakipka. Trên mặt trận Liman, lực lượng Nga đã tấn công 19 lần, cố gắng xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Ukraine gần các khu định cư Makiivka, Hrekipka, Vizneve, Novovodien, Toske, Nevsky, Novo và Dibrova. Trong khi đó, ở mặt trận Sivers, lực lượng phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi hai cuộc tấn công của lực lượng Nga gần các khu định cư Ivano, Dadipka và Spine. Tại mặt trận Kramatos, lực lượng Nga đã tấn công bốn lần gần các khu định cư Chasiv Chasipya, Sypoky và Bilahodang. Trên mặt trận Torres, lực lượng Nga với sự hỗ trợ tích cực của máy bay đã tiến hành 12 cuộc tấn công gần các khu định cư Torres, Nelipipka và Delipka. Trên mặt trận Pogrovs, lực lượng phòng thủ Ukraine đã ngăn chặn 37 cuộc đột kích và hoạt động tấn công của lực lượng Nga vào các khu vực khu định cư Sukhabanka, Novotoreske, Promin, Sukhya, Lysipka, Krutiya, Novohrodipka và Selidove các cuộc tấn công của lực lượng Nga tập trung nhiều nhất gần Selidove và Lysivka. Trên mặt trận Kurakiv, lực lượng phòng thủ của Ukraine đã đẩy lùi 40 cuộc tấn công của lực lượng Nga. Lực lượng của Moscow đã cố gắng tiến công tích cực nhất gần các khu định cư là Katerinivka và Antonivka. Họ cũng tấn công tờ su Kurine, Novoselitivka, Henik, Maximilianivka, Heohiivka, Konsiantinivka, Kurakipka, Ismailivka, Hoche, Kurakove và Vodian. Tại mặt trận Vremivka, lực lượng Nga đã tiến hành 6 cuộc tấn công vào các vị trí của quân Ukraine gần làng Bohoi Aplenka. Trên mặt trận Odikip, lực lượng Nga đã tiến hành 2 cuộc tấn công vào các vị trí của lực lượng phòng thủ Ukraine gần các khu định cư Robotine và Novo Danilivka. Trong khi đó, ở mặt trận pridani lực lượng Nga đã tấn công 6 lần nhưng không thành công. Trên hai mặt trận là Volin và Polisia, không có bằng chứng nào cho thấy sự hình thành của các nhóm tấn công của Nga. Ở biên giới với các tỉnh Chernihiv và Sumy, lực lượng Nga lại đang tích cực sử dụng pháo binh và máy bay để tấn công các khu định cư của Ukraine. Lực lượng không quân Ukraine cùng các đơn vị tên lửa và pháo binh đã tấn công vào 5 khu vực tập trung quân nhân, vũ khí và trang thiết bị, một hệ thống phòng không và một sở chỉ huy của Nga trong ngày qua. Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, chiến dịch của Kiev ở tỉnh vẫn đang tiếp tục. Các lực lượng Nga đã có những bước tiến đáng kể về phía Torres, một thị trấn tiền tuyến quan trọng ở miền đông Ukraine sau khi pháo đài phòng thủ Úc Leda của Ukraine sụp đổ. Những diễn biến mới do các quan chức quân sự Ukraine công bố đã nêu bật tình hình nguy hiểm khi giao tranh đang diễn ra tại các lối vào thị trấn, đồng thời cho thấy năng lực quân sự vượt trội của Nga. Quân đội Ukraine vào ngày 8 tháng 10 cho biết lực lượng Nga đã tiến vào vùng ngoại ô của thị trấn Torres. Phát biểu với đài truyền hình quốc gia Ukraine, bà Anastasia Bobovnikova, phát ngôn viên của nhóm tác chiến chiến thuật Lugansk, Ukraine, cho biết điểm nóng nhất hiện nay là ở hướng Torres. Giao tranh rất ác liệt, tình hình không ổn định, các trận chiến diễn ra ở mọi lối vào thị trấn. Bà Bobovnikova nói rằng rất khó để đánh giá những khu vực nào của thị trấn nằm dưới sự kiểm soát của Moscow vì các đơn vị của Ukraine đang phản công quyết liệt và nỗ lực giành lại những vị trí đã mất. Nga đã tiến vào vùng ngoại ô phía đông của thị trấn và đã tiến một phần dọc theo phố Tsenchana, hướng tới mỏ Tsenchana. Tuy nhiên, tình hình liên tục thay đổi. Đôi khi chúng tôi giành lại các vị trí của họ và đôi khi chính họ phá hủy các vị trí của chúng tôi. Quan chức này nhấn mạnh lực lượng phòng vệ Ukraine liên tục xây dựng lại các vị trí bị đối phương phá hủy, cố gắng chiếm lại những khu vực nằm trong tay Nga và đang làm mọi cách có thể để ngăn chặn đối phương tiến lên. Bộ Quốc phòng Nga chưa phản hồi về thông tin trên, song cho biết các lực lượng Nga đã gây thiệt hại cho Ukraine về nhân lực và trang thiết bị tại nhiều khu vực ở miền Đông, trong đó có cả Torres. Còn các blogger quân sự Nga nói rằng quân đội nước này đã tiến về phía trung tâm thị trấn. Nga đã tập trung nỗ lực đánh chiếm Torres trong vòng một tháng qua trong khuôn khổ cuộc tấn công dữ dội ở Donbass. Moscow giành quyền kiểm soát từng ngôi làng bằng cách triển khai lực lượng bộ binh với sự hỗ trợ của các cuộc không kích bằng bom dẫn đường có sức công phá lớn những bước tiến mạnh mẽ của Nga đã nêu bật lợi thế về quân số và vũ khí của nước này, trong khi đó Ukraine đang thiếu trầm trọng nhân lực và lực và đang hối thúc các đối tác phương Tây tăng cường viện trợ. Tình hình ngày càng trở nên khó khăn đối với Ukraine khi Nga chiếm được thị trấn Upleda và tiến gần thành trì Pokrovs. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, lực lượng Nga đã tiến hành 11 cuộc tấn công vào Torres và các khu định cư lân cận vào ngày 7 tháng 10. Moscow cũng thực hiện 12 cuộc tấn công trên bộ vào hôm ngày 8 tháng 10. Trong web tình báo nguồn mở Dipset chỉ ra rằng các khu định cư ở vùng ngoại ô phía đông của Torres là Pipnikne, Zalitne, Drutba và Pipdenne gần như là hoàn toàn nằm trong tay Nga. Theo Dipset, lực lượng Nga đã tiến dọc theo phố Tersenchana kể từ cuối tháng 9 và đã đến trung tâm thị trấn tính đến ngày 7 tháng 10. Trong bối cảnh Ukraine đang mất dần lãnh thổ, tổng thống Zelensky đã yêu cầu các tướng lĩnh làm mọi thứ có thể để giảm thiểu sự tiến công của Moscow dọc theo tuyến đầu. Đối với Kiev, Torres đã là một thị trấn tuyến đầu trong suốt 10 năm nay vì nằm gần những vùng lãnh thổ bị phai lì khai do Nga hậu thuẫn kiểm soát vào năm 2014. Kể từ đó, Ukraine đã xây dựng một mạng lưới các công sự dày đặc tại đây. Torres được thành lập vào năm 1806. Trong thời kỳ Liên Xô, thị trấn này có tên gọi khác là Dzerzhinsk. Torez là một thị trấn công nghiệp nơi có bốn mỏ khai khoáng. Trước khi xảy ra xung đột, nơi đây có dân số là 30.000 người. Nhưng kể từ khi giao tranh nổ ra, phần lớn thị trấn đã bị tàn phá nghiêm trọng và chỉ có khoảng 1.600 người dân ở lại. Đối với Moscow, việc chiếm giữ Torez sẽ giúp Moscow tiến gần hơn đến mục tiêu kiểm soát toàn bộ vùng Donbass mà Tổng thống Putin đưa ra. Các nhà phân tích quân sự Ukraine cho rằng nếu thành công trong việc kiểm soát Torres, Nga sẽ có cơ hội cản trở các tuyến đường hậu cần quan trọng kết nối hậu phương ở Ukraine với vùng chiến sự ở miền Đông, trong đó có cả tuyến đường chính là pokrovsk kontiantynivka Bên cạnh đó, Moscow có thể tiếp cận Konstantinivka, pháo đài hậu cần của quân đội Ukraine ở phía đông. Trong trường hợp Nga tiến thêm vài km nữa, nhiều thành phố ở vùng Donetsk mà Kiev đang kiểm soát sẽ đối mặt với nguy cơ lớn. Điều này khiến việc phòng thủ Torres và Chasipya trở nên cực kỳ quan trọng. Một số nhà phân tích của Ukraine lưu ý. Pablo Lakichuk, một nhà phân tích quân sự Ukraine cho rằng các bước đột phá của Nga tại Torres sẽ gây thách thức đáng kể cho khả năng phòng thủ của Ukraine quân đội Ukraine phải giữ vững phòng thủ dọc theo mặt trận, dọc theo vùng ngoại ô phía đông của thị trấn, đồng thời đẩy lùi đối phương từ hướng Nam và hướng Bắc. Việc Ukraine thiếu lực lượng, trong khi Nga có lợi thế đáng kể về nhân sự và đạn dược, đang khiến cuộc giao tranh ngày càng chuyển hướng đến trung tâm thị trấn. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này tiếp tục tấn công thần tốc, giành quyền kiểm soát thêm hai khu định cư mới ở miền đông Ukraine. Reuters đưa tin, báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga cho biết các khu định cư là Zolotaneva và Zodienperse ở miền đông Ukraine đã chính thức nằm dưới quyền kiểm soát của quân đội nước này. Mỗi khu định cư có dân số ước tính vài trăm cư dân. Có hai khu định cư Nga vừa kiểm soát ở phía bắc và phía nam của thị trấn Kurakove, một trong những trọng điểm hoạt động quân sự ở mặt trận phía đông Ukraine trong khi đó các báo cáo chính thức của ukraine về tình hình giao tranh không đề cập đến việc mất quyền kiểm soát một trong hai khu định cư này bộ tổng tham mưu ukraine thừa nhận rằng khu vực kurakove là nơi diễn ra những trận chiến ác liệt nhất ở mặt trận phía đông trong đó lần cuối cùng bộ này nhắc đến zolotaniva vào cuối tuần qua là một trong hai khu định cư đang hứng chịu một loạt cuộc tấn công của nga Người phát ngôn của quân đội Ukraine vào ngày 8 tháng 10 thông tin rằng lực lượng Nga đã tiến vào vùng ngoại ô của thành phố tiền tuyến Todes, miền đông Ukraine, phía đông bắc Kurakove. Truyền thông Nga dẫn lời cố vấn của chính quyền vùng Donetsk do Nga bổ nhiệm cho biết quân đội nước này đã tiến vào trung tâm Torres từ nhiều hướng khác nhau và hiện kiểm soát tất cả các tòa nhà dân cư cao tầng. Các blogger quân sự Ukraine cho hay quân đội Nga đang gặp phải sự kháng cự khi cố gắng kiểm soát các quận phía đông bắc Donetsk, nhưng thừa nhận rằng lực lượng Nga đã nắm quyền chủ động trong khu vực. Trong một diễn biến có liên quan, bà Daria Zadripna, trợ lý cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, vào ngày 8 tháng 10 cho hay hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ hai của nước này sẽ không diễn ra vào tháng 11 như đã thông báo trước đó. Theo bà Zaripna, công tác chuẩn bị cho Hội nghị Hòa bình vào thời điểm khác đang được tiếp tục với các cuộc họp chuyên đề được tổ chức riêng cho từng điểm trong kế hoạch hòa bình để chuẩn bị sẵn sàng cho sự kiện. Cuộc họp chuyên đề cuối cùng nhằm giải quyết các vấn đề nhân đạo sẽ diễn ra tại Canada vào cuối tháng 10. Trong chuyến thăm Mỹ vào tháng 9, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã trình bày một kế hoạch chiến thắng với Tổng thống Mỹ Joe Biden và cả hai ứng cử viên Tổng thống trong cuộc bầu cử sắp tới là Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump. Mặc dù thông tin chi tiết về kế hoạch chiến thắng chưa được công bố, truyền thông đưa tin rằng 5 điểm chính của kế hoạch bao gồm việc phương Tây tăng cường viện trợ tài chính và kinh tế cho Kiev, kết nạp Ukraine vào NATO và EU cũng như là cho phép tấn công bằng tên lửa tầm xa vào lãnh thổ Nga. Nga đã mô tả điểm cuối cùng của kế hoạch là sự tham gia trực tiếp của Mỹ và các đồng minh phương Tây vào cuộc xung đột, điều này sẽ đòi hỏi một phản ứng thích hợp. Nga đồng thời loại trừ khả năng tham gia các hội nghị do Ukraine tổ chức, bác bỏ mọi cuộc thảo luận về công thức hòa bình của đối phương.